Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Familia Hotaka. Nếu như bạn nào mới xem video này của tụi Khanh lần đầu tiên thì tụi Khanh cảm ơn rất là nhiều và subscribe liền ở bên dưới để xem bạn đồng hành của tụi Khanh nha. Thì hôm nay là Black Friday cho nên là tụi Khanh muốn đi Costco để mà coi thử ở trong đó có cái gì. Thì Costco là siêu thị Mỹ, nhưng mà thường là Black Friday ở Tây Ban Nha nó cũng không có rầm rộ giống như là bên Mỹ. Nhưng mà tụi Khanh muốn đi Costco thì coi thử là Black Friday ở Costco siêu thị Mỹ ở Tây Ban Nha thì nó sẽ như thế nào nha. Vamonos. Thời gian lẹ ghê luôn á mọi người. Mới đó mà tụi Khanh đã đổi xe mới được 1 năm rồi đó. Thì hôm nay á, là ngày 26, là ngày đúng 1 năm mà tụi Khanh đổi xe mới. Thì chồng Khanh á, đang đổ xăng cho đầy bình để mà Feliz cumpleaños của chiếc xe này đã được 1 tuổi về với lại tụi Khanh. Thì hôm nay á, cũng đúng là ngày Black Friday cho nên á, tụi Khanh đổ xăng á, là 1 lít á, là được giảm 5 cent. Thì thấy 5 cent ít vậy thôi nhưng mà khi mà đổ thì nó dùng nó cũng nhiều lắm á. Tu que rellena muchísimo, Timo. Un regalo muy grande. Hasta que se cae un poquito. Es que la última vez puse, mi coche tiene 42 litros. La última vez puse 45 y digo, no entiendo por qué. Ahora puse 47. No entiendo. Pero bueno, pero sí duró después más tiempo, entonces por eso no creo como que roban. No entiendo muy bien por qué, pero ahora pasa así. No sé, busca en internet. Pero ya descuento, ¿cuánto? 5 céntimos cada litro. Sí, es bastante. Bastante. Tụi Khanh đã tới rồi. Thì rất là đông luôn. Super lleno, eh? Chim trên trời. Trời sắp mưa cho nên Khanh thấy rất là nhiều chim á, họ bay đi tìm nơi khác để mà trú ẩn. Đến Costco á là tụi Khanh hay ăn. May là chưa ăn trưa. Pizza, gà, nước và kem. Ở đây thì ăn hot dog. Chồng Khanh mời. Ngon quá. Khanh vừa vào thì thấy 50 chiếc xe đồ chơi với giá 49 đồng 99, tính ra là 1 đồng một chiếc á. Thì tivi á giảm giá khá là nhiều luôn, từ 879.99 còn 600 ơ một cái. Thì lúc mà Khanh vào gửi xe thì Khanh thấy hầu như ai cũng cầm tivi ra hết. Khanh nói trời, sao mua tivi dữ vậy. Thì khi mà Khanh vào thì Khanh mới thấy thì tivi giảm giá rất là rẻ luôn. Khanh nghĩ được xứng đáng mua trong cái mùa Black Friday này. Thì cái like tiếp theo cũng là tivi luôn. Thì mọi người được giảm 150 e và được tặng 50 e để mà mình mua sắm tại Costco. Không những là tivi được giảm giá nhưng mà những cái đồ liên quan đến điện tử thì vẫn được giảm giá luôn á mọi người. Và đây là cái mền dành cho mùa đông. Thì cái mền này hồi đợt năm ngoái là tụi Khanh có mua tặng cho mẹ chồng tụi Khanh một cái. Thì Khanh thấy rất là êm luôn, nhưng mà đợt này Khanh không có mua vì tại vì nhà Khanh không có chỗ để nữa. Thường thì quần áo ở trong Costco đã rẻ rồi, nhưng mà đợt này thì Levi's họ giảm giá rất là nhiều cho nên rất là đông người mua. Mấy cái trái trâu ở trong đây giảm giá luôn. Thì cái trái trâu mà Khanh đang quay là bằng thủy tinh. Còn cái mà Khanh dự định mua là cái bên đây nè, là nó bằng nhựa. Thì vào những cái dịp mà Giáng sinh thì ở trong Costco còn bán hải sản nữa. Nhưng mà Khanh thấy nó khá là mắc so với lại những cái chợ của Tây Ban Nha. Cho nên là tụi Khanh không có mua. Thì gần đến Giáng sinh thì tụi Khanh sẽ vào siêu thị Tây Ban Nha để mà mua hải sản. Thì ở trong Costco lâu lâu thì sẽ có bán bò Wagyu chính hãng của Nhật. Nhưng mà khá là mắc luôn. Và trong đó họ còn bán bò của Canada nữa. Thì bò của Canada Khanh thấy cũng rất là ok. Và có bán luôn bò Mỹ nữa. Thì bò Mỹ thì Khanh ăn rồi rất là ngon luôn. Sẵn tiện thì tụi Khanh có ghé cái quầy mà bán thực phẩm khô. Thì Khanh định mua một chai Tabasco để mà làm pudding Mary cho tiệm bánh. Nhưng mà thì cái chai này nó quá là to luôn cho nên cuối cùng tụi Khanh không có mua. Trời, nó to kinh khủng luôn, không nghĩ là to vậy. Do là cái cốp sau của Khanh có cái vali của mẹ chồng Khanh. Bây giờ không có chỗ đựng đồ.
Trời đất ơi, quên lấy xuống. Tụi Khanh mua cái trâu để mà trang trí Giáng sinh đó mọi người. Trời đẹp ơi là đẹp luôn. Nè, nhưng mà nó hơi mắc tiền nhưng mà nó đẹp là được rồi. Chồng Khanh mua chuches là mua để mà tặng cho ông bà. Còn cái áo này Khanh mua cho em Khanh. Còn đôi giày này mua cho ông ngoại của chồng Khanh. Xong thì Khanh đi Costco á, cũng không thấy cái gì nó đặc biệt hết trơn á. Nó cũng giống như những ngày thường thôi, nhưng mà có cái thì nó sale, có cái thì nó không sale. Nhưng mà nó sale nhiều về đồ điện tử hơn. Vì Black Friday á, ở Tây Ban Nha thì đa phần là đồ điện tử nó sale nhiều. Nhưng mà tất cả điện thoại, tất cả các loại này kia nào thì nó sale. Nhưng mà chỉ có dòng Apple đó không sale thôi mọi người, còn lại là đều sale hết. Thì nói chung á là cũng bình thường thôi. Lần đầu tiên Khanh đi Black Friday ở Tây Ban Nha thì Khanh thấy Khanh cũng không có mua được gì nhiều. Khanh chỉ mua những cái đồ mà Khanh xài thôi à. Còn những cái đồ mà sale á thì không có mua được gì hết á. Nhưng mà mua lẩm khẩm vậy chứ mà gần 100 đồng á mọi người.